Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 23 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ký kết hoạt động tuyên truyền giữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên trên báo Đại biểu Nhân dân. Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ. Huyện Tiên Lữ đạt gần 38 tấn mật ong hoa nhãn. Những lưu ý trong chăm sóc nhãn thời kỳ quả non. Cháy kho chứa phế liệu ở huyện Ân Thi. Nhiều hoạt động trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2021 trên báo Đại biểu Nhân dân. Dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo báo Người Đại biểu Nhân dân. Chương trình ký kết được tổ chức nhằm tuyên truyền phản ánh hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên, nhất là những đổi mới cải tiến trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở địa phương trên báo Đại biểu Nhân dân. Qua tin bài ảnh tuyên truyền, làm rõ vai trò vị trí của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, ngoài nội dung được ký kết trong chương trình tuyên truyền, báo Đại biểu Nhân dân thực hiện đa dạng nội dung tuyên truyền từ báo in cho đến trang thông tin điện tử. Tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ năm 2018, nội dung tin bài thực sự đi vào đời sống người dân. Đồng chí yêu cầu tổ tuyên truyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân phối hợp chặt chẽ với báo để cung cấp thông tin cho phóng viên tác nghiệp. Sau đây là thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc trao cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 43 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2018 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, nội dung như sau. Nhân dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương kỷ niệm 43 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2018 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo về việc trao cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như sau. 1. Các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang thực hiện trao cờ Tổ quốc tại trụ sở, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện trao cờ Tổ quốc theo quy định. Thời gian trao cờ, đợt 1, ngày 25 tháng 4 năm 2018, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đợt 2, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2018. 2. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa công cộng phù hợp ở các khu dân cư đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết thực hiện. Từ một địa phương thuần nông, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và làm theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, quê hương xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ đã và đang thay đổi từng ngày, đời sống của người dân cải thiện về mọi mặt. Từ năm 2005, những con đường trải nhựa bê tông đến tận ngõ xóm đã được đầu tư ở thôn Yên Phú, xã Gia Phạm. Đến nay, sau hơn 10 năm với phương châm đi tắt đón đầu, cơ sở vật chất ở đây ngày càng được đầu tư khang trang, kinh tế không ngừng phát triển. Đặc biệt, năm 2016, địa phương đã đạt xã chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân cải thiện về mọi mặt, những người con của quê hương Gia Phạm không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê. Trong những năm gần đây thì đối với thôn Yên Phú thì là theo cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì là đối với nhân dân là phát động các cái phong trào làm đường giao thông nông thôn rồi là làm tất cả công trình phúc lợi, nhân dân rất là phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Đối với hệ thống giao thông như hiện nay thì quá thuận lợi cho việc giao thông trong nông thôn và cái đường kể cả việc làm kinh doanh thương mại rồi tất cả các cái dịch vụ nó đều phát triển.
Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm cùng lời căn dặn chí tình của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi về thăm quê luôn là kim chỉ nam thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giai Phạm không ngừng nỗ lực thực hiện để ước muốn của Tổng Bí thư trở thành hiện thực. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã tích cực đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, mạnh dạn năng động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và khuyến khích nhân dân mở mang các hoạt động dịch vụ thương mại gắn với đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, toàn xã có gần 40 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có khu công nghiệp Phố Núi A, tạo điều kiện cho trên 1.000 lao động. Cùng với đẩy nhanh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xã Giai Phạm cũng đặc biệt quan tâm đến giáo dục y tế. Ba ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân không ngừng được cải thiện. Là ngõ xóm mình bây giờ là thay đổi 100% rồi, bây giờ toàn bộ bê tông hóa. Đấy, ví dụ đường ngõ là dân chúng tôi là cũng làm sát tường rào, muốn dân muốn lấn cũng lấn được. Đường ngõ thì cũng 2 mét, mà đường ví dụ như mặt đường đi lại là 3,5 mét. Đấy, thì rộng rãi thoải mái, đi rất là sướng. Tình hình kinh tế phát triển của địa phương cũng tương đối ổn định. Bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thu nhập bình quân đầu người là cũng đã tăng vọt. Từ 41 triệu đồng trên một năm năm 2016, thì đến năm 2017 là chúng tôi cũng tính bình quân là đã đạt được 48 triệu đồng một người trên một năm. Tình hình an ninh chính trị của địa phương thì nhiều năm trở lại đây cũng đều ổn định. Trong cả một năm chúng tôi không có vụ việc thì lớn xảy ra. Chính vì có tình hình an ninh ổn định thì bà con mới yên tâm được phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. Những đổi mới trên quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hôm nay sẽ là động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương Giai Phạm ngày càng giàu mạnh, văn minh hơn, xứng đáng với mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin kinh tế. Vụ mật ong hoa nhãn năm nay, huyện Tiên Lữ ước đạt khoảng 38 tấn mật, năng suất tăng 1,4 lần so với năm 2017. Năm nay, thời tiết nắng ấm thuận lợi nên 410 ha nhãn của huyện Tiên Lữ đều cho tỷ lệ ra hoa đậu quả cao. Toàn huyện có trên 70 hộ nuôi ong tập trung chủ yếu ở những xã có diện tích trồng nhãn lớn như Thiện Phiến, Thủ Sĩ. Theo số liệu tổng hợp của Phòng Nông nghiệp huyện, sản lượng mật năm nay đạt 38 tấn, tăng 1,4 lần so với vụ nhãn năm 2017. Chất lượng mật tốt do thời tiết ít mưa. Hiện nay giá bán từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg mật đối với ong ngoại và từ 130 đến 160.000 đồng 1 kg mật đối với ong ta. Hiện nay, trên các diện tích nhãn đang ra hoa và đậu quả non, dự báo năm nay nhãn được mùa. Tuy vậy, ngay từ lúc này, bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra các vườn nhãn và chủ động phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 4.200 ha nhãn được trồng tập trung ở thành phố Hưng Yên, các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ. Trong đó có 4.000 ha cho sản lượng, tỷ lệ ra hoa đạt 90% diện tích. Năm nay dự báo nhãn sẽ được mùa. Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, thời gian tới trên cây nhãn bệnh sương mai, thán thư tiếp tục phát sinh và gây hại ở thời kỳ cây ra hoa đậu quả non, nhất là trong điều kiện thời tiết âm u nhiều ngày liên tục. Do đó, để đảm bảo năng suất nhãn, ngay từ bây giờ, bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và các đối tượng sâu bệnh chính trên nhãn để có biện pháp xử lý phù hợp. Giò hoa, giò quả non, khi xâm nhiễm mạnh ở cái thời kỳ ra hoa đậu quả, khi mà các cái giò hoa đang phát triển quả non làm cho rụng hoa rụng quả. Trong cái điều kiện thời tiết âm u và thời điểm ra hoa đậu quả non là cái thời điểm xâm nhiễm rất thuận lợi. Cái đối tượng này nếu còn tơ mu thì sau khi đậu quả non bà con cần tiếp tục phòng trừ lại hai đối tượng dịch hại quan trọng này bằng các cái thuốc đặc hiệu. Cùng với đó, bón phân cho nhãn để trùng hoa phát triển và đậu quả tốt, giảm tỷ lệ rụng quả sinh lý và tăng cường bón các loại phân hữu cơ vi sinh để sớm phục hồi hệ vi sinh vật đất bị mất do xử lý hóa chất. Ra hoa nhãn, khi nhãn đang ra hoa đậu quả non, tuyệt đối không tiến hành dưới sáo trong và cận tán cây để bón phân và thực hiện các biện pháp kỹ thuật khác. Hiện nay, nông dân nhiều địa phương ở tỉnh ta đã chuyển đổi một số diện tích cây màu sang trồng cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao.
Trong tổng số hơn 1.500 ha cây dược liệu vụ này của toàn tỉnh, thì huyện Khoái Châu có hơn 900 ha trồng tập trung chủ yếu ở các xã Bình Minh, Hàm Tử, Xã Trạch, Ông Đình, An Vĩ và Tân Sơn. Huyện Văn Lâm gần 400 ha ở thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quang và xã Trương Trắc, còn lại hơn 40 ha là ở các huyện khác trong tỉnh. Những cây dược liệu chính ở vụ này là bạch chuột, xuyên cung, địa liền, hoài sơn, ngưu tất, cúc hoa, húng quế và cỏ ngọt. Mỗi năm cho thu hoạch khoảng gần 400 tấn đã qua sơ chế. Hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm bón, làm cỏ để cây dược liệu phát triển tốt. Sau khi rời quân ngũ trở về đời thường, ông Đỗ Văn Tróng ở thôn Hương Quất 2 xã Thành Công huyện Khoái Châu tích cực phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Năm 1981, ông Tróng xuất ngũ và về địa phương phát triển nghề mộc truyền thống của gia đình. Mặt hàng chủ yếu sừng mộc nhà ông sản xuất là nhà gỗ cổ và nhà gỗ ba gian. Loại gỗ thường được gia đình ông sản xuất là gỗ xoan và gỗ bạch đàn. Nhờ kỹ thuật tinh xảo và tinh thần lấy chữ Tín làm đầu, xưởng chế biến gỗ của ông Tróng luôn được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng và về đặt làm. Trung bình mỗi năm, gia đình ông làm 16 ngôi nhà cổ và nhà gỗ ba gian, trừ chi phí, gia đình ông thu lãi từ 100 đến 150 triệu đồng. Và tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh trong xã với mức lương từ 4 triệu đến 6 triệu đồng một tháng. Nhằm chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng, doanh nghiệp, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từ tháng 6 năm 2017 đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã đầu tư trên 480 tỷ đồng triển khai xây dựng các công trình, trạm biến áp. Trong đó đã đầu tư 273 tỷ đồng xây dựng hai công trình trạm biến áp 110 kV Minh Hải, trạm biến áp 110 kV Tân Quang, huyện Văn Lâm, đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng trạm biến áp 110 kV Văn Giang và 100 tỷ đồng cải tạo dự án đường dây 110 kV từ 220 kV Kim Động đi phố cao, từ mạch đơn lên mạch kép có năng lực truyền tải điện gấp 4 lần so với hiện tại để cấp điện ổn định cho khu vực thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Các công trình dự án này đều được Công ty Điện lực Hưng Yên thi công áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, lắp đặt các thiết bị hiện đại để khi vận hành sẽ giảm được nhân lực và bảo đảm an toàn. Đến thời điểm này, các công trình dự án đều đã hoàn thành trước kế hoạch đề ra và đi vào vận hành sử dụng, cấp điện ổn định chất lượng cho các địa phương, nhất là khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ điện cao. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho A34 cũ, hay còn gọi là kho Bình Trì, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Hiện kho được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lệ Chi thuê làm kho chứa các loại phế liệu nhựa tái chế. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã huy động khoảng 30 người và 4 xe cứu hỏa đến dập lửa. Cho đến tận rạng sáng, đám cháy mới dần được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông kho chứa phế liệu. Theo nhiều người dân, nguyên nhân của vụ cháy là do chính người của công ty đốt phế liệu lén lút, khiến lửa bén vào nhà kho, làm kho cháy dữ dội. Hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản và vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Trần năm 2018, tưởng niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử. Lễ hội Đền Trần nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội dân gian Phố Hiến năm 2018 nhằm tưởng nhớ đến chiến công nhà Trần dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông trên dòng sông Bạch Đằng, ghi dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Với những công lao to lớn với nước, với dân, ông được người dân Việt Nam tôn sùng là Bậc Thánh, được nhân dân thờ phụng, lập đền thờ tại nhiều nơi, trong đó có đền Trần tại thành phố Hưng Yên. Hàng năm, nhân dân địa phương đều tổ chức lễ hội để kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và tưởng niệm ngày mất của người anh hùng dân tộc. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày. Nghi thức rước kiệu truyền thống nằm trong các hoạt động của lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến đã và đang thu hút đông đảo người xem. Đây là hoạt động truyền thống đặc sắc được bảo lưu trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Từ sáng sớm, các đoàn rước đến từ 17 phường xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tập trung về trung tâm khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.
Sau nghi thức tế lễ, các đoàn rước kiệu đi qua các tuyến đường Bãi Sậy, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự. Nghi thức rước kiệu trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là một nét văn hóa độc đáo, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển các nghi thức dân gian. Trong những ngày diễn ra lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến có nhiều trò chơi dân gian vui khỏe, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Tại hồ Bán Nguyệt và khuôn viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, xen kẽ các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, đi cầu kiều trên cạn cờ tướng, thu hút nhiều đội tuyển đến từ các phường xã trong thành phố tham gia. Ban tổ chức đã trao giải nhất môn kéo co cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Phường An Tảo giành giải nhất hội thi cầu kiều, xã Bảo Khê đạt giải nhất hội thi nhảy bao bố. Tổ chức các trò chơi dân gian góp phần làm phong phú các hoạt động trong những ngày diễn ra lễ hội, đồng thời tạo không khí vui nhộn, hào hứng cho nhân dân và du khách thập phương khi về với lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm nay. Sáng ngày 22 tháng 4, tại cơ sở 2 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018. Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018 với mục tiêu chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, tổ chức thăm hỏi trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công nhân, viên chức người lao động chấp hành tốt quy trình kỹ thuật, sử dụng thiết bị bảo hộ lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe của chính mình. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương 70 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam trao 900 hộp sữa trị giá 350 triệu đồng cho công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mobifone trao quà cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ phát động đã diễn ra giải chạy tiếp sức đoàn viên công đoàn lần thứ 3 với sự tham gia của 27 đội đến từ 27 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đã tổ chức đi thăm, tặng quà chiến sĩ mới của tỉnh đang huấn luyện tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 395 Quân khu 3 và Lữ đoàn 131 Quân chủng Hải quân. Tại các đơn vị đoàn đến thăm, đại diện chỉ huy các đơn vị huấn luyện tân binh đã báo cáo kết quả học tập rèn luyện của chiến sĩ mới trong thời gian vừa qua. Đoàn công tác cũng đã trực tiếp thăm nơi ăn ở huấn luyện của cán bộ chiến sĩ các đơn vị, gặp gỡ thăm hỏi biểu dương tinh thần học tập rèn luyện của các chiến sĩ, đồng thời động viên các chiến sĩ mới phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên anh hùng, tích cực học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tốt phẩm chất của người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao cho. Do ý thức chấp hành còn kém của các hộ kinh doanh, đến nay tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại huyện Ân Thi vẫn ngang nhiên tái diễn. Trọng điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông tập trung tại khu vực của 10 chợ ở 8 xã thị trấn như chợ Thi, xã Hồng Quang, chợ Đìa, xã Lặng Lễ, chợ Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi. Những hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, lắp đặt mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, dựng lều quán tràn lan ra vỉa hè. Lực lượng chức năng của huyện và các địa phương có tuyên truyền nhắc nhở và tổ chức các đợt ra quân giải tỏa vi phạm. Tuy nhiên, do nhiều địa phương thực hiện thiếu kiên quyết, mức xử phạt chưa đủ sức gian đe, nên các vi phạm bị giải tỏa dẹp bỏ chỉ một thời gian ngắn lại ngang nhiên tái diễn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tình cảm sâu đậm của những người đã vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nghề ươm cây giống xã Tân Châu huyện Khoai Châu cho hiệu quả kinh tế cao. Trường Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu huyện Ân Thi xuống cấp và thiếu lớp học. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.